Cảm ơn quý khách đã liên hệ đến Cà phê Bao Cấp, là một thương hiệu nổi tiếng đã được cấp bằng sáng chế, bằng sở hữu trí tuệ. Chúng tôi chuyên nhượng quyền và set up các quán cà phê mang phong dáng thời kỳ bao cấp, hoài cổ, mậu dịch, nhận thi công toàn quốc, mua bán trao đổi đồ cũ, đồ xưa, tư vấn, phục hồi các điểm kinh doanh dịch vụ làm ăn vắng khách, thiết kế, thi công các homestay, đào tạo pha chế cà phê đá xay, trà hoa, trà sữa, trà chanh, dạy nấu ăn các món thời kỳ bao cấp, training nhân viên chuyên nghiệp, nhận sản xuất cả quán, bán cho thợ và chủ giá rẻ. Liên hệ nhượng quyền và làm quán, gọi hotline 0989 898 170, xem sản phẩm tại website khoacafebaocap.com.
Tình yêu của tôi nơi đào xa, trái tim tôi ở đó. Đi dù xa vẫn mãi mãi nhớ về một vùng đào xa nơi quê hương ta. Gọi bao mùa ca đào xa yêu quý vô cùng, nơi những con tàu, nơi những con người vượt lên biển khơi mãi mãi làm giàu quê hương tổ quốc. Ơi các bà, ơi các bà, một tình yêu đào xa của tôi, nơi tình yêu đã nhân lên từ ấy, nơi đời tôi gắn với những cánh rừng cùng một chiều lên khi ra khơi xa. Cát bà đào xa của tôi, nơi những con người sóng gió vượt ngàn gọi bao mùa ca. Đào xa trái tim tôi ở đó, đi dù xa vẫn mãi mãi nhớ về một vùng đào xa nơi quê hương ta. Cát bà đào xa của tôi, muôn lớp sông xô con nước vây đầy gọi bao mùa ca.